Số 5 là người viết hay sao á? Tôi đứng ở phòng đọc thì tôi thấy là phòng nó đọc nó đông nè. Ở phòng ăn thì có 2 người. Phòng khách có 1 người. Cái gì ta? Nhớ tới đó rồi. Mà số 8 thấy xác của số mấy ở đâu nhỉ? Vừa làm xong nhiệm vụ ở phòng điện nghe. Lắp vậy không? Viết cái gì? Có khi số 8 viết xong rồi, số 8 thấy số 5 đứng đó xong đổ lỗi cho số 5 hay gì á? Alo, số 8 rồi. Chắc tắt chỗ nào vậy? Đi làm nhiệm vụ thấy cái xác nằm kế số 5. Đi làm nhiệm vụ ở máy vi tính. Rồi đó, có pháp y rồi đó. Bây giờ boss số 8 chứ gì? Nếu như số 8 là sói á, thì boss luôn số 7. Còn mà nếu như số 8 không phải sói thì boss số 5 sau. Boss số 8 chứ. Tại sao boss số 8 rồi boss số 7 mà không boss số 5 trước? Boss số 5 trước đi vì số 8 nó thấy số 5 giết người mà. Bây giờ nó ngay sát mà. Bây giờ boss số 5 trước không phải số 5 mà boss số 8. Tao là người có chức năng rồi, bỏ tao ra đi. Giờ muốn boss ai tôi không có quan tâm. Giờ tôi cũng chưa chắc là số 5 đâu. Tại vì tôi đi làm nhiệm vụ tôi thấy cái xác nằm kế số 5 thôi. Tôi thừa nhận tôi là người tốt chứ không phải người sói. Tao là người sói chứ tao là người tốt. Sao nãy không nói? Sao tự nhiên nãy nói cái gì mà số 5 giết thì phải là sao?
Dạ, số 7 thì không phải, thì nó là số 5 viết thì phải nhưng mà không có chắc, tại vì thấy cái xác nằm kế số 5 thôi. Đó, hiểu rồi. Thôi nói chung là cái này thì chắc bấm hậu ngang á, lỡ bấm rồi muốn bot ai bot đi không quan tâm. Bỏ qua đi, bạn kiếm chính xác thôi. Lắm mà có tự số 8 cảnh sát.